phạt chứ bộ, chứ gì đâu nói dở đâu. Bà biểu con thì giữ lại 20 triệu lại với chạc mày với bà chuyện chung. Con mới nói chứ chồng bây giờ nói gì bà đâu có chuyện đâu. Lúc đầu bà làm thế đó là lúc đầu á. Thì con nói lúc đầu không giao kèo thì thôi, con với gì không giao kèo thì thôi, chứ bây giờ nói gì gì đâu có chịu. Làm sao mà chịu chung được? Dạ không. Mình mua là mình phải chịu thôi chứ làm sao mà chịu chung được. Đó, bà biểu con thì giữ lại 20 triệu đi. Giờ giữ cho cha bả. Rồi con mới nói làm sao, lúc đầu không giao thôi chứ tự nhiên. Còn nhiều nữa để mà 14 giờ bây giờ 50 nữa nè. Cái cặp này 50 nữa nè. Bây giờ phạt 18 triệu tiền đó, chứ bộ gì nói giờ ai chịu đây. Bà đi phạt về bà đưa tờ giấy con mới biết chứ làm sao con biết. Bà ở sát bên đó. Bà đưa cái tờ giấy ra, bà nói là bà phạt 18 triệu rồi. Mấy con mày lái là mấy phạt. Tại mình không mình bắt nước. Tại vì quậy xài sợ đen. Quậy không phạt, còn con đi lên con bắt rồi con biết chịu phạt. Bây giờ chở có 3 triệu. Bây giờ con lên mua ấy là nó phải phạt tiền con. Tức là nó cho mình thật lệ luôn. Nước nhà nước luôn. Lâu dài mà. Bà nói vậy, bà nói sao bà giữ 20 triệu, tôi nói bà dễ ăn quá, mới đầu giao thâu chứ tự nhiên bây giờ nó giữ 20 triệu, sao giữ được. Lúc đầu phải giao kèo hai bên. Không giao thâu chứ. Dạ, đó, bà bắt bà đem tờ giấy phạt về, bà nói phạt 18 triệu đó. Sắp ra từng cọc lên cho dễ.
trở lại vậy chứ. Nóng lắm liền.